Hôm nay mình sẽ ra mắt cho mọi người một cái dòng gọi là dòng cường lực chống nhìn trộm. Chống nhìn trộm thì xưa nay em vẫn cung cấp hoài à, nhưng mà là dòng 6D. Ngày hôm nay cái DV con ngựa này nó quá chuẩn từ cái là dòng trong với lại cái dòng full luôn. Nên hôm nay em về thêm cái dòng cường lực chống nhìn trộm cho mọi người. Và hai cái mẫu bao bì nó như thế. Bây giờ em sẽ đập ra. Ở trong này thì nó sẽ có một cái hộp. Cái hộp đó là hộp nhựa luôn. Nên khi mà mình đi vận chuyển mình không có lo bể vỡ nha. Và cái cường lực này thì nó mướt mượt mượt luôn. Đây là cái chiếc máy của khách mình mới nhận vô. Thì bây giờ là mình sẽ test luôn cho mọi người. À, nhớ đó là khi mình về thì ở đây thì nó sẽ có cho mình cái miếng giấy lau luôn nha. Giấy lau này cũng là của DV con ngựa luôn. Hàng này là hàng chính hãng. Và ở ngoài thị trường thì nó đã xuất hiện rất là nhiều hàng nha. Nhưng mà nếu mà đúng hàng chính hãng của DV con ngựa thì chúng ta dán nó ghiền luôn á cả nhà. Đẹp lắm. Khách ở đây mà tới là chỉ có là DV con ngựa thôi. Dán sướng lắm. Bây giờ đó cái nhu cầu của mọi người á, mọi người làm việc cần cái sự riêng tư cũng như là sự bảo mật, nên hầu như là những cái hình ảnh hay là những cái dữ liệu trong điện thoại của mọi người đó hầu như là không có ai muốn mà người khác đọc được hay là nhìn được. Thì nếu như mà chúng ta muốn tìm một cái giải pháp mà để riêng tư thì cái miếng dán cường lực này là một cái giải pháp ok nhất nha. Rất là ok luôn. Mọi người thấy không? Thả xuống là đi thôi. Tuyệt vời luôn á. Dán nhanh lắm cả nhà. Bước nữa. Và mọi người nhớ là cái mẫu bao bì của nó là như thế này nha. Qua đây. Mọi người thấy không? Và nó sẽ có đầy đủ cho mình cái dòng từ iPhone 6 lớn cho tới iPhone 13 Pro Max là đầy đủ hết. Và chỉ cần chưa đầy khoảng 3 giây là chúng ta đã có dán được cái miếng dán màn hình rồi. Chuẩn đẹp luôn. Cả nhà thấy không? Đó, nhìn góc qua là không thấy nè, góc lại không thấy nè, qua không thấy nè, lại không thấy nè. Đó, nếu như mà anh chị em nào mà chúng ta cần một cái mẫu dán cường lực mà chống nhìn trộm mà hàng chuẩn xịn thì chúng ta liên hệ tới mình nha, để mà mình dán cái cường lực DV con ngựa này. Bao cam kết là ok luôn. Hay quá.